Chào các bạn, mình là Phương Thế Ca, rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn đang theo dõi series trả lời bạn của mình trên kênh YouTube Phương Thế Ca. Câu hỏi tiếp theo của chúng ta đến từ bạn, bạn này là bạn tên là trùng tên với anh Kim Tan. Mình không biết gọi bạn ấy là gì, nhưng đây là câu hỏi của chúng ta. Câu hỏi của chúng ta là bạn ấy hỏi là bây giờ bạn ấy muốn add cái phần logo của công ty vào cái phần khung bản vẽ, thì làm cách nào để add vào một lần và chúng ta không phải copy theo cái đường link của file ảnh, và khi chúng ta copy mỗi cái phần file cat thôi thì nó không bị mất cái hình ảnh logo đó. Thì mình có tìm hiểu và có một cách rất là dễ dàng các bạn có thể sử dụng. Ở đây giả sử như một cái phần hình, một cái phần bản vẽ mẫu của mình như này, và mình muốn cho cái phần logo vào vị trí này, thì mình làm như thế nào? Ở đây mình có sẵn một cái phần logo mà mình tải xuống, là một cái logo của trang fanpage của mình. Thì ở đây các bạn có thể mở nó lên bằng pen này, các bạn mở nó lên bằng pen, sau đó thì các bạn quét một cái vùng, quét cái vùng mà các bạn muốn muốn là một cái logo. Đây các bạn Ctrl C, bằng Ctrl C, sau đó các bạn vào trong, các bạn vào trong AutoCAD các bạn Ctrl V. Đó thì nó sẽ hiện ra một cái bảng như này. Các bạn cứ OK đi. Chúng ta scan cái phần này lên. Đó. Tạm thời là như này. Các bạn sẽ làm theo đúng cái phần logo của các bạn thừa thiếu như thế nào thì chúng ta sẽ căn chỉnh. Bây giờ mình sẽ làm cái phương cách này thôi để các bạn nắm được. Và các bạn sẽ làm đúng cái logo của các bạn. Đây giả sử như mình lưu cái phần file này lại này, mình lưu ra ấy là mình lưu ra phần là DVK2 này chẳng hạn. Ok, bây giờ mình tắt cái file này đi. Ok, mình sẽ mở thử lên xem là như thế nào. Mình tắt cái phần lúc ấy mình mở lên này. Bây giờ mình xóa cái phần logo này đi nhá. Đó, đây là mình đã xóa logo. Bây giờ mình mở cái phần file lúc ấy mình lưu ra màn hình này. Ok, sau khi các bạn mở lên thì các bạn sẽ thấy là cái phần logo của chúng ta đây vẫn còn được giữ nguyên và nó không mất đi. Và khi chúng ta có cái file cat này đi thì chúng nó cũng không mất đi cái phần logo này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, một cái rất là đơn giản thôi. Chúc các bạn sẽ thực hiện thành công.